Kính chào quý vị và các bạn, bão số 5 sẽ tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trong quá trình giảm cường độ và đi vào bờ thì bão sẽ gây ra mưa gió cho nhiều khu vực. Trên biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm các huyện đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ. Trong đêm nay và ngày mai, gió sẽ mạnh lên cấp 7 đến cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 cho tới 5 mét và biển động rất mạnh. Từ nay cho tới ngày mai thì vùng ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam thì gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua thì sẽ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh thành này thì sẽ là giật cấp 7 đến cấp 8. Cùng với gió mạnh thì mưa lớn sẽ còn tiếp diễn từ giờ cho tới tận thứ 2 tuần sau ở Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Mưa dồn dập nhất trong đêm nay và ngày mai ở khu vực từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến là từ 100 cho tới 300mm và có những nơi thì sẽ trên 350mm. Còn lại đối với Bình Định, Kon Tum, Gia Lai hay là Đắk Lắk thì có những nơi lượng mưa sẽ trên 100mm. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và ngập úng ở những vùng trũng thấp ven sông suối nhỏ. Ở khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ có mưa dông rải rác trong chiều và tối mai. Cảnh báo có những điểm lượng mưa lên tới 50mm tương ứng với vùng màu xanh đậm này. Tại đây thì nguy cơ cao xảy ra ngập úng, dông lốc và cả sấm sét. Trái lại với Bắc Bộ thì ngày mai trời sẽ tiếp tục nắng nhiều cả buổi sáng và buổi chiều. Nhiệt độ phổ biến ở Việt Trì, Hòa Bình, Hà Nội, tại Ninh Bình, Cao Bằng, Hà Giang hay là Lào Cai sẽ là từ 33 cho tới 35 độ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, nhiều vùng biển cũng có thời tiết xấu, trong đó có hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đêm nay và ngày mai trời sẽ có mưa dông, dễ kèm theo lốc xoáy, gió rất mạnh nguy hiểm. Gió là khoảng cấp 5, giật cấp 7 đến cấp 8. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho một số thành phố vào ngày mai.